Đây là nội dung tiếp nối chuyên đề người Việt Nam ở nước ngoài và vấn đề giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, động lực đoàn kết cộng đồng, gắn bó với đất nước. Chuyên đề đã diễn ra với nhiều tham luận thực tiễn của các đại biểu đến từ những cộng đồng có đông người Việt tập trung sinh sống như ở Nam California, Hoa Kỳ, Đức, Canada hay Lào. Đặc biệt, các chuyên đề đã thực sự sôi nổi khi có nhiều ý kiến tham luận cởi mở của các đơn vị truyền thông do người Việt thực hiện ở nước ngoài. Bên cạnh đó, còn có những ý kiến tham luận của các đơn vị truyền thông trong nước như kênh truyền hình đối ngoại VTC10, VTV4, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Việc đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông đang là vấn đề cấp thiết để giúp người Việt Nam ở nước ngoài tiếp cận được những thông tin trong nước một cách khách quan và trung thực. Đó chính là cơ sở quan trọng để tăng cường tình đoàn kết của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.